Thưa quý vị, để có con đường cao tốc Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn Tuy Loan đi qua địa bàn xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, hiện đại như ngày hôm nay, có sự góp sức của một già làng. Hết thảy bà con đồng bào cơ tu thôn Giảng Bí đều dành cho già làng Bùi Văn Xuyên sự cảm phục, vì ông đã không quản ngại thời gian, công sức đến từng nhà vận động bà con chấp thuận di dời mùa mã để nhường mặt bằng cho đơn vị thi công dự án. Với uy tín trách nhiệm của mình, khi dự án tuyến đường cao tốc La Sơn Tý Loan chạy qua địa phận xã Hòa Bắc, trong đó có thôn Giàng Bí, quê ông chậm tiến độ thi công, do vướng phải mồ mã của một số hộ dân là đồng bào cơ tu kiên quyết không chịu di dời. Bởi tập tục muôn đời của người dân nơi đây là đã chôn ở đâu thì để yên ở đấy, tránh tai ương cho con cháu vì sợ động mồ mã. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Tuyên Phong di dời các phần mộ người thân để làm gương. Sau đó đi đến từng nhà nhỏ to, thủ thủy về đời sống mới, phân tích cái lợi đối với địa phương nói chung và người dân nói riêng khi con đường cao tốc chạy ngang qua. Thấy già làng Bùi Văn Xuyên nói là làm, bà con đã mạnh dạn gạt bỏ tâm lý e ngại, đồng ý di dời mồ mã người thân đến nơi quy hoạch. Nhờ đó mà tuyến đường cao tốc được triển khai thuận lợi. Ban dân thôn rồi xã với uh, gia làng cũng uh, tiên tiền với uh, nhân dân để là dê dời hết cũng tự là lễ mẹ đồ nhà nước cũng cũng lo đầy đủ đó có sự cũng dê dời hết chỗ một nơi khu nghĩa địa rộng để là cao ráo à, theo tinh thần rất là cũng, rất mừng vui để là nhất trí theo cái tinh thần nữa mình xưng phong đi đầu tức là mình dơi trước à, tức là mình, mình, hứa dân là theo đảm bảo được à, là không có, có chuyện gì xảy ra chứ dân đồng bào họ cũng hốt mà những là mình phải công bái họ đụng hoàng là người âm cũng giống người à, sống đây à, cho nên là từ đó là dân á, là mới thấy là khi di dời thì thấy là an toàn không có gì hết với những nỗ lực của bản thân gia làng Bùi Văn Xuyên vinh dự được huyện ủy Hòa Vang bình chọn là cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 được Đảng ủy xã Hòa Bắc bình chọn là một trong 25 tập thể cá nhân thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.